Kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12 tạo đột phá vượt bậc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2024. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, ngày 8 tháng 12 kỳ họp đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Chủ trì kỳ họp có các ông bà Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Ayun Herbuk, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19, nhưng cả hệ thống chính trị đã lãnh đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, nên kinh tế của tỉnh duy trì được sự ổn định, nhiều ngành khôi phục và tăng trưởng hơn so với cùng kỳ. 14 trên 21 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định. Tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra, năm 2023 vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế. Có 7 trên 21 chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản mới đạt 37,2% kế hoạch. Tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương. Tai nạn giao thông mặc dù giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2022, nhưng vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy tăng so với cùng kỳ. Tình hình cháy nổ khó kiểm soát, an ninh mạng diễn biến phức tạp. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tổ, thảo luận chung tại hội trường, lãnh đạo các sở ngành trả lời một số vấn đề đại biểu quan tâm. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, nhìn nhận và đánh giá nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực. Qua dự kiến năm 2024, riêng trên địa bàn huyện của chúng tôi thôi, thế thì cái 136 thì nếu như mà xác định theo đề nghị dự kiến của tỉnh là 30-70, có nghĩa là huyện phải 70, tỉnh là 30. Nhưng thực chất 30 này là nguồn ngân sách trung ương cấp, chứ cũng phải là tỉnh xuất ra. Thế thì chúng tôi phải bù vô 13 tỷ nữa, rồi bù cỡ cả cái nghị quyết 200 năm là 4 tỷ nữa. Thì riêng địa bàn của chúng tôi trong năm 2024 là phải bù 17 tỷ. 17 tỷ, thế thì cái nguồn thu của chúng tôi một năm khoảng 20 tỷ. Còn chi là tỉnh tính định mức rồi, vùng nào, dân số bao nhiêu, vân vân. Thế thì lấy tiền đâu ra để mà bù 17 tỷ này cho hai cái nghị quyết này? Thì đây cũng là một cái khó khăn riêng của huyện Côn Giaro và là chung của các huyện thị trên địa bàn của tỉnh. Để mà cho cái công tác giải ngân năm tiếp theo, năm 24 và những năm tiếp theo đạt cái kết quả tốt nhất, thì đề nghị chúng ta là cần trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế, lập dự toán ngay sau khi được giao vốn và phấn đấu hoàn thành trước cái khoảng ngày 10 tháng 12, khoảng trong tháng 2 năm 2024, để đáp ứng được cái việc mà thời tiết của chúng ta là cái thời tiết chúng ta thời điểm này là thời điểm là mùa nắng, chúng ta để mà triển khai thi công kịp thời đã đảm bảo, chứ không là kéo dài ở cái bước này mà nhiều chúng ta sẽ mất thời gian, và nó khi mà hoàn thành cái vấn đề thủ tục đến qua tháng mùa mưa, thì cái này là một cái cố tật mà đã nói đi nói lại rất là nhiều lần mà các chủ đầu tư cũng không có quyết liệt trong câu chuyện này. Thì cũng đề nghị với các chủ đầu tư là như vậy, trên cơ sở hồ sơ thiết kế thì các cái đơn vị nào mà kém chất lượng tư vấn và lập hồ sơ kém chất lượng thì cũng cần phải rồi hồ sơ mà trình trả đi trả lại nhiều lần. Thì ở đây tôi cũng đề nghị luôn là các chủ đầu tư ở đây, các chủ đầu tư xem xét cái trách nhiệm của công chí trưởng ban, giám đốc ban quản lý dự án, chúng ta để mà cái hồ sơ trình phê duyệt thẩm định trước khi phê duyệt trả đi trả lại nhiều lần, mất thời gian cho công tác, thậm chí là kéo dài thời gian và phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Kỳ họp đã có hơn 90 lượt ý kiến thảo luận tổ và thảo luận chung tại hội trường. Qua đó, đại biểu đã biểu quyết và thông qua 28 nghị quyết trên các lĩnh vực, làm cơ sở cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương liên quan tổ chức thực hiện. Các nghị quyết vừa được thông qua có vai trò quan trọng, tạo hành lang pháp lý để việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách đảm bảo theo quy định của pháp luật, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Đặc biệt tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm giúp người được lấy phiếu tín nhiệm nhìn nhận lại bản thân về kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.
Phát biểu kết luận kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận và có giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp, khả thi, quyết liệt hơn để tập trung tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, khắc phục sự chậm trễ, chồng chéo, vướng mắc năm 2023, nhằm tạo ra đột phá vượt bậc trong việc thực hiện các chỉ tiêu trong năm 2024. Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khẩn trương báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến của cử tri, kịp thời động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Năm 2024 là năm có vai trò quyết định, tạo lực để tăng tốc phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh. Tiếp nối truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách với sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng lòng, nỗ lực và tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, và với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chúng ta tin tưởng Gia Lai sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025. Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp.